Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chùa Ba Vàng thờ tượng Đại Quan nhà Đường để đón Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Chùa Ba Vàng của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh vốn dĩ đã có rất nhiều việc điều tiếng, nay lại càng điều tiếng hơn. Vào ngày 7 tháng 10, mạng xã hội Việt Nam dấy lên những chỉ trích đối với Chùa Ba Vàng của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh ở Quảng Ninh. Lần này, dư luận quan tâm đến việc Chùa Ba Vàng thờ một bức tượng được cho là ông Vũ Hồn, một đại quan nhà Đường ở Trung Quốc được cử sang cai trị ở Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc. Vào năm 2019, ông Thích Trúc Thái Minh bị báo chí phát giác với những điều tra được công bố công khai xác định. Chùa Ba Vàng tổ chức giải vong cho hàng ngàn người, thu về mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Sau khi vụ việc vỡ lở, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh bị bãi nhiệm tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phải sám hối đại tăng. Đến năm 2022, Chùa Ba Vàng lại gây bão trên mạng xã hội vào dịp lễ Vu Lan. Các hình ảnh và video cho thấy Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cùng các đệ tử liên tục miệt mài đi gom tiền cúng dường của Phật tử. Sau đó, những clip video phản cảm này đã bị chính quyền yêu cầu gỡ khỏi mạng xã hội vì cho rằng gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Chùa Ba Vàng bị chỉ trích vì thờ tượng quan nhà Đường ở Trung Quốc, kẻ từng cai trị Việt Nam thời Bắc thuộc. Trở lại với việc Chúa Ba Vàng và Thích Trúc Thái Minh cho thờ tượng ông Vũ Hồn. Trong một bức thư ngỏ đề ngày 7 tháng 10, ông Vũ Thế Khôi, đại diện cộng đồng họ Vũ, tức là họ Võ, Hà Nội tiết lộ, tượng Vũ Hồn được nhà sư Thích Trúc Thái Minh cùng ông Vũ Minh Giang, chủ tịch hội đồng họ Vũ Việt Nam, đặt tại Chùa Ba Vàng từ hôm 10 tháng 9. Theo bức thư ngỏ, Quốc sử Trung Quốc của Việt Nam ghi Kinh lược xứ Triều đường Vũ Hồn năm 843 đã bị quân sĩ dưới quyền nổi dậy đánh đuổi chạy biệt tích về Trung Quốc. Chính sử Việt Nam không viết một chữ nào về thành tích tốt của Vũ Hồn như khách quan ghi nhận đối với một số quan cai trị khác của người Trung Hoa. Ngược lại, Đại Nam Quốc sử diễn ca của danh sĩ Phạm Đình Toái còn viết những quan lại gặp Vũ Hồn thành lâu lửa cháy, dinh đồn quân dèo. Đồng thời, ông Vũ Thế Khôi khẳng định việc Chúa Ba Vàng thờ tượng Vũ Hồn là hành vi vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo và hành vi lợi dụng cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng để ép buộc gây ra sự hiểu lầm. Bức tượng được cho là ông Vũ Hồn, quan nhà Đường Trung Quốc tại Chùa Ba Vàng. Không chỉ ông Vũ Thế Khôi mà đa số dân cư mạng cũng đã lên tiếng yêu cầu ông Thích Trúc Thái Minh ngay lập tức phải đưa tượng đại quan Trung Quốc Vũ Hồn ra khỏi Chùa Ba Vàng. Theo trang Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư cho hay, Vũ Hồn là quan nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng giữ chức An Nam Kinh Lược Sứ, tức là người cai quản vùng An Nam Đô Hộ Phủ thuộc thời Đường, bao gồm từ Hà Tĩnh trở ra Bắc và một phần tỉnh Quảng Tây. Ông Vũ Hồn sinh vào ngày 8 tháng 1 năm 804 và qua đời vào ngày 3 tháng 12 năm 853. Bên dưới bài đăng về vụ việc này trên trang Facebook cá nhân của tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện có ý kiến cho rằng trời ạ, thờ cả tướng giặc ngoại bang thì chỉ có Hán Gian hay Thích Trúc Thái Minh dựng tượng này để đón ông Tập Cận Bình sắp sang Việt Nam để ký hợp tác cộng đồng có chung vận mệnh giữa hai nước. Hay có những ý kiến còn nghi ngờ rằng động thái đó là một quỷ kế liên kết với Phật giáo nhằm đồng hóa, cũng gần giống như những kẻ đã ngang nhiên đưa tượng Quan Văn Trường và đền Ngọc Sơn giữa thủ đô Hà Nội thờ cúng cùng với Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Thật ngạo mạn và bỉ ổi. Từ trước đến nay, công luận vẫn cho rằng Chúa Ba Vàng và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh liên tiếp dính tới các bê bối về tiền bạc và có những khuất tất về tiền cúng dường của các Phật tử. Với triết lý kinh doanh, kiếm tiền bằng mọi giá, đó là điều hoàn toàn trái với triết lý của nhà Phật. Thích Trúc Thái Minh được giao chức Phó Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa 9. Tờ báo Tuổi Trẻ vào hôm 8 tháng 3 cho biết việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Thông tin Truyền thông của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin nhắc lại, dư luận xã hội lâu nay vẫn cho rằng chủ sở hữu của Chùa Ba Vàng là ba quan chức lãnh đạo cấp cao thuộc hàng tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hùn vốn để kinh doanh, tín ngưỡng, mà Thích Trúc Thái Minh chỉ là tấm bình phong. Giờ đây lại phát giác ra việc Chùa Ba Vàng thờ một bức tượng được cho là ông Vũ Hồn, một đại quan nhà Đường thời Trung Quốc. Sự việc gây kinh ngạc này có lẽ sẽ được dư luận quan tâm theo dõi trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Chùa Ba Vàng thờ tượng Đại Quan Nhà Đường để đón Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Cuộc đảo chính không tiếng súng của Bộ trưởng Tô Lâm đã đến sát vạch đích rồi sao? Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, giới quan sát cho rằng đây là lần đầu tiên trách nhiệm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng trong công vị Tổng Bí Thư đã bị tập thể Ban chấp hành Trung ương tiến hành mổ xẻ. Điều này liên quan đến trách nhiệm của ông Trọng về công tác nhân sự của các kỳ đại hội Đảng 12 và 13. Bài viết khá nặng ký với tiêu đề "Chúng ta đã để lọt cán bộ không đủ đức, đủ tài vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Vào ngày 5 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Việt Nam là một ví dụ điển hình. Có ý kiến cho rằng Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam hiện nay, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, là một đồng hương và cũng là một đàn em thân cận của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đáng chú ý, bài viết vừa kể dẫn lời ông Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng ở nhiều nhiệm kỳ vừa qua, nhiều cán bộ không đủ đức, đủ tài vẫn lọt vào Ban chấp hành Trung ương. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của chúng ta làm chưa tốt để lọt nhiều cán bộ xấu đưa vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Theo ông Vũ Văn Phúc, quả quyết, Đảng phải làm tốt công tác bảo vệ chính trị để giải bài toán này, tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương phải sàng lọc kỹ từng người trong danh sách quy hoạch vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bên cạnh đó, tờ báo Việt Nam Express vào ngày 6 tháng 10 cho biết, trong thông cáo vào ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, các ông Đào Thế Hoàng, Lê Nguyễn Nam Ninh, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong khi đó, giới quan sát khẳng định rằng Thiếu tướng Vũ Hồng Văn là em rể của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đó là lý do khiến lâu nay dư luận xã hội vẫn thắc mắc vì sao quan lộ của ông Vũ Hồng Văn trong những năm qua lên như diều gặp gió vậy. Theo chức năng quy định, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Nhưng trên thực tế, ủy ban này nắm toàn quyền sinh sát, có quyền đề nghị xử lý các quan chức nên quyền lực rất lớn. Liệu tất cả những điều này có mối quan hệ gì với nhau hay không? Và chúng ta có liên quan gì đến những đồn đoán cho rằng ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang âm thầm thực hiện một cuộc đảo chính không tiếng súng với mục tiêu loại bỏ và tiến tới tước ngôi vị của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hay không? Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chúc mừng ông Vũ Hồng Văn trong một sự kiện trước đây. Ngược dòng thời gian, vào đầu tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã dính vào bê bối bữa tiệc thịt bò rát vàng. Tại thời điểm đó, những kẻ không ưa Tô Lâm trong Đảng muốn nhân cơ hội tìm cách bứng Tô Lâm ra khỏi ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Kể cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng hùa vào mỉa mai nói, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Lời xúc xiển của Tổng Trọng đã khiến Tô Lâm lộn tiết, và một vụ Việt Á kinh thiên động địa đã lật ngược lại hoàn toàn thế cờ. Tổng Bí thư Trọng mới hôm trước còn răn đe Tô Lâm, thì hôm sau đã phải bối rối cho việc ký trao tặng huân chương lao động hạng 3 và hàng loạt đàn em thân cận bị dính tại vụ Việt Á. Nhưng điều quan trọng nhất là chỉ có Tô Lâm mới là người nắm được toàn bộ thóp và vai trò của từng lãnh đạo cấp cao ở Ba Đình. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trần Cẩm Tú trong một sự kiện. Bằng việc phanh phui vị Việt Á, Tô Lâm đã khẳng định vị trí độc tôn và thực sự nắm quyền lực thống trị trên bàn cờ quyền lực của chính trường Việt Nam. Tô Lâm đã chứng tỏ rằng ông ta là người có quyền sinh quyền sát trong toàn bộ hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam để trở thành một ông vua ở trong Đảng. Đó là lý do vì sao trong đại án Việt Á, chi phí hoa hồng từ 800 tỷ đồng theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, Tô Lâm đã biến hóa lại chỉ còn có 106 tỷ đồng. Rõ ràng điều đó đã cứu rất nhiều quan chức chóp bu trong hệ thống quyền lực của Đảng, lâu nay phải sống trong sợ hãi. Đồng thời, Tô Lâm còn trở thành ân nhân của một số đông quan chức Cộng sản, kể cả Tổng Bí thư Trọng. Có nghĩa là đến nay, Tô Lâm đã chính thức trở thành kẻ quyền lực nhất trong Đảng, chứ không phải Tổng Trọng. Hãy chờ những biến động lớn trong thời gian sắp tới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ngày hôm nay. Cuộc đảo chính không tiếng súng của Bộ trưởng Tô Lâm đã đến sát vách đích rồi sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de